Xin chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi vừa bước ra một chiếc xe được mong chờ nhất trong năm của những người yêu thích thương hiệu Mercedes-Benz, thương hiệu xe sang đến từ nước Đức. Đó chính là chiếc GLC Facelift 2020. Điểm đặc biệt trên chiếc xe này, đây là chiếc GLC phiên bản 300 được nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức, tức có mã CBU, với mức giá 2 tỷ 559 triệu cho chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức đang đứng ngay bên cạnh tôi đây. Và trên tay tôi chính là chiếc chìa khóa của GLC Facelift 2020 phiên bản 300. Chiếc xe đang có mặt tại showroom Mercedes-Benz Anzu số 11 Phạm Hùng, thủ đô Hà Nội. Và với lớp sơn bên ngoài màu đen và nội thất màu nâu cực đẹp, lát nữa chúng ta sẽ cùng khám phá những điểm mới bên trong nội thất. Còn thông tin thêm cho quý vị rằng là ở thời điểm này, với phiên bản GLC 300 nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức thì sẽ chỉ có 200 chiếc xe được nhập về Việt Nam trong lô hàng đầu tiên này của chiếc GLC Facelift phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ đấy ạ. Và sau 200 chiếc xe đầu tiên của lô nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức thì nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam sẽ chuyển sang lắp ráp GLC dưới dạng là lắp ráp trong nước như trước đây. Và bất mí với quý vị là chúng ta sẽ có 3 phiên bản. Ngoài phiên bản GLC 300 sẽ có 2 phiên bản GLC 200 và Mercedes-Benz Việt Nam sẽ bỏ đi phiên bản GLC 250 như trước đây, thay vào đó là bổ sung thêm một phiên bản GLC 200 cao cấp so với phiên bản GLC 200 thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem là chiếc GLC 300 Facelift 2020 nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức này có những thay đổi cải tiến gì. Đầu tiên, như thường lệ, vẫn là ở phần đầu xe. Ở cụm đầu xe thì ngay bây giờ tôi muốn bật cho quý vị nhìn thấy cái đèn mới của GLC 300 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. Đó, chúng ta có thể thấy cái đèn định vị mới của GLC 2020 Facelift. Đó là thay vì một giải LED định vị ban ngày như trước đây thì Mercedes-Benz đã cung cấp cho GLC Facelift hai giải LED định vị ban ngày để tạo ra cái sự khác biệt so với phiên bản trước đây. Và hai giải LED này tạo thành một cái hình móc cầu, và tôi thấy là cái đèn LED định vị ban ngày này thì nó ấn tượng hơn hẳn so với cái đèn LED của GLC phiên bản trước. Bởi vì cái đèn LED một dây LED chạy chéo như thế, tôi thấy nó có cái sự đơn giản giống như dòng C-Class. Và cũng rất là nhiều những hãng xe bình dân đến từ châu Á cũng có cái giải đèn LED định vị ban ngày tương tự, làm cho chiếc Mercedes-Benz có cảm giác là gần với lại những chiếc xe bình dân. Nhưng mà bây giờ với cái giải đèn LED móc cầu này thì tôi thấy rằng đã hoàn toàn khác biệt, trông nó mạnh mẽ, nam tính và cuốn hút hơn. Chưa hết, ở hệ thống đèn chính, chúng ta có đèn pha multi-beam trên phiên bản GLC 300 thế hệ mới. Cái đèn multi-beam này thì nó bao gồm 84 bóng LED. Nó rất thông minh. Thông minh ở điểm nào? Là nó sẽ giúp cho chiếc xe, giúp cho người lái khi chúng ta đi tốc độ cao trên đường cao tốc, khi chúng ta gặp xe ngược chiều thì 84 bóng LED này nó sẽ tự động điều chỉnh cái vùng sáng tối, tức là nó sẽ sáng ở cái vùng phần đường của chúng ta đang đi ở trên cao tốc, ở trên tốc độ cao, và nó sẽ tối ở cái góc mà có xe ngược chiều đang di chuyển tiến đến, giúp cho những chiếc xe ngược chiều không bị chói mắt và giảm bớt đi cái nguy cơ gặp nguy hiểm, cũng như là chúng ta sẽ tránh được những tai nạn ở trên đường cao tốc. Đây là một trong những cái tính năng hết sức nhân văn của cái chiếc đèn multi-beam của Mercedes-Benz. Nó thông minh hơn hẳn so với đèn Intelligent Full LED mà Mercedes trang bị trên GLC 300 thế hệ trước, đúng không ạ? Ngoài ra thì GLC 300 nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức cũng được trang bị gói Night Package, nên chúng ta sẽ có những chi tiết ốp cản trước, cản sau được sơn màu đen bóng, nhìn rất là thể thao. Và đặc biệt là một cái điểm nhấn dễ nhận ra nhất ở trên GLC 300 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức Facelift 2020, ngoài đèn, ngoài gói Night Package, đó chính là lưới tản nhiệt mới. Đây là cái lưới tản nhiệt mà rất là nhiều anh em đi Mercedes-Benz thế hệ trước GLC, chúng ta có hai cái thanh nan ngang thì bây giờ chỉ còn lại một thanh thôi, ôm lấy cái logo Mercedes-Benz lớn ở giữa, rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ và nam tính. Nhưng cái họa tiết xung quanh đã là họa tiết hình kim cương, những cái viên kim cương nó ôm trọn lấy cái logo này. Và trước đây thì chúng ta không có cái mặt ca lăng này, rất nhiều người đã phải bỏ thêm tiền để độ lên cái mặt ca lăng này, thì bây giờ nguyên bản theo xe đã có rồi, không cần phải độ nữa, đúng không ạ? Mà nó khỏe khoắn, nam tính hơn hẳn so với thế hệ trước, rất đẹp. Dưới nắp capo này bây giờ tôi sẽ mở cho quý vị xem động cơ thế hệ mới. GLC 300 phiên bản Facelift 2020 nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức cũng
đã được nâng cấp một chút. Ở cỗ máy vẫn là động cơ 2.0 turbo đơn tăng áp, nhưng công suất đã được tăng lên ở mức là 258 mã lực. So với trước đây GLC 300 có mức công suất là 245 mã lực thì nay với động cơ 2.0 mã M264 mới nhất của Mercedes-Benz, công suất đã được nâng lên 258 mã lực. Chắc chắn là cái trải nghiệm lái nó cũng sẽ, tôi nghĩ rằng là GLC 300 cũ đã đi rất hay rồi thì trước này còn đi hay hơn, thậm chí là không thua kém gì so với những đối thủ cùng phân khúc như là BMW X3 hay là Audi Q5. Và xe được trang bị bộ vành AMG 20 inch. Và bật mí thêm với quý vị là bộ vành 20 inch này sẽ chỉ có trên phiên bản GLC nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức trong lô 200 chiếc đầu tiên này. Và sau lô hàng 200 chiếc nhập khẩu từ Đức này, những xe GLC 2020 facelift mà lắp ráp trong nước thì bản GLC 300 sẽ chỉ có bộ vành 19 inch. Ở phần thân xe thì chúng ta vẫn thấy những cái điểm nhấn của bộ Night Package, đó là gương được sơn màu đen. Trên phiên bản ngoại thất màu đen này thì gương cũng cùng màu với màu sơn ngoại thất, nhưng trên những phiên bản màu khác của GLC như màu trắng, màu xám, rất là nhiều màu mới đẹp thì gương này cũng được sơn màu đen. Và chúng ta có sẵn bệ bước chân này. Đặc biệt là GLC 300 là phiên bản cao cấp rồi nên chúng ta vẫn có keyless go. Ví dụ như là bây giờ tôi sẽ khóa xe lại. Đó, gương tự động bật. Và tôi chỉ cần tiến gần đến xe, tay cầm chìa khóa chạm vào cánh cửa là khóa tự động mở, gương cũng tự động mở. Và khi đóng cửa vào chỉ cần chạm ngón tay nhẹ vào đây, cửa khóa, gương cũng tự động đóng lại, rất thông minh. Ở phần đuôi xe thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là cái điểm khác biệt cũng giống như ở đầu xe, GLC facelift 2020 đã có cụm đèn hậu mới với hai cái OLED. Tôi thấy là hai OLED này nó ấn tượng hơn, nó cá tính hơn so với cái dải đèn LED ở cụm đèn hậu trước trên GLC thế hệ cũ. Nó cho thấy một cái sự phá cách trẻ trung, chứ không còn trung tính như cụm đèn hậu trước đây trên GLC. Đá chân, cốp tự mở. Về mặt khoang cốp thì nó vẫn giữ nguyên trên GLC thế hệ trước. Tôi ngồi vào đây để cho quý vị có thể nhìn thấy tổng thể cái không gian khoang cốp này cũng rất là rộng rãi, thừa đủ để chúng ta chở hai vali full size, khoảng 4 vali cabin, 2 đến 3 bộ gốp. Tôi nghĩ là đầy đủ, thoải mái cho một gia đình 4-5 người đi chơi một tuần, hoàn toàn không vấn đề gì. Bước vào khoang nội thất của GLC 300 facelift 2020, ngoài bảng đồng hồ lái đã được thay đổi theo dạng kỹ thuật số digital hoàn toàn ra và thể hiện rất là rõ, trực quan và màu sắc rất là đa dạng. Thay vì cái đồng hồ cơ trước đây thì cái vô lăng mới này cũng là một điểm tôi rất thích. Đây là cái vô lăng đi cắt bỏ ra sờ rất là sướng, và điểm đặc biệt ấy là nó đã tích hợp rất là nhiều những cái tính năng điều khiển lên trên chính vô lăng này. Ví dụ như là Cruise Control thì chúng ta cũng đã được tích hợp ngay trên vô lăng ở phần phía bên trái này. Giới hạn tốc độ Lim. Rồi thì đây là cái chi tiết để giúp chúng ta điều khiển màn hình sau vô lăng qua con chuột cảm ứng bên trái này. Đó, tôi có thể thay đổi được kiểu hiển thị của màn hình lái sau vô lăng, kiểu truyền thống màu xanh. Chọn cấp tiến, nó sẽ đỏ rực lên, nhìn rất là thể thao. Đó, còn con lăn bên phải của vô lăng thì sẽ điều khiển màn hình trung tâm các cái chức năng giải trí của xe. Đó, thực sự là hết sức tiện lợi. Sau vô lăng cũng có hai cái lẫy chuyển số bằng kim loại rất chuẩn, tạo ra cái phong cách cảm giác thể thao và nó rất là đầy đủ. Cả hệ thống giải trí ở trên xe đã được trang bị hệ thống mới nhất MBUX. Đó, chúng ta có thể thấy cái bàn dê chuột này chính là sự xuất hiện. Chất lượng âm thanh trên loa bơm master của mẹp thì có lẽ là không cần phải bàn rồi. Còn cái âm bass cũng như là treble rất là chuẩn. Bơm master cũng là một trong những cái hệ thống loa high-end cao cấp hàng đầu được lắp trên Mercedes-Benz. Xe cũng đã được trang bị thêm sạc không dây
chúng ta có thể đặt điện thoại vào đây là cũng có thể tự sạc và nhấc điện thoại ra, cũng rất là dễ dàng. Về chất liệu nội thất thì ngoài ốp da ở trên táp lô, trên vô lăng, ghế ngồi, chiếc đang được trưng bày ở showroom có cái nội thất màu nâu. Đây là cái nội thất da mà tôi thích nhất của Mercedes-Benz vì nó cho chúng ta một cái cảm giác nó rất là cao cấp, sang trọng, nhưng nó rất là sạch sẽ. Ngoài ra thì chúng ta có cái chi tiết ốp gỗ. Cái gỗ này nó là cái gỗ nguyên bản, sờ những cái đầu ngón tay vào nó vẫn còn sần, tức là gỗ chưa hề được đánh bóng, chưa hề được qua xử lý, rất là nịnh tay, rất hay, rất sang và nó thân thiện gần gũi với môi trường. Gỗ cũng được ốp ở trên táp ly cửa. Ngoài ra thì trong khoang nội thất thì cũng có đèn viền, em viền line rất đầy đủ với 64 màu lựa chọn, thoải mái dành cho những người ngồi trong xe. Đó, thêm một chi tiết nữa mà tôi rất thích trên những cái chiếc xe Mercedes ấy, đó là cái hệ thống chỉnh ghế của Mercedes luôn luôn được đặt ở trên cánh cửa, đã từ rất lâu đến cái đời nhà cũ trước đây rồi. Cái việc chỉnh ghế ở trên cánh cửa này sẽ giúp chúng ta thao tác rất là trực quan, dễ dùng. Và những người dùng xe sang như Mercedes thì khi mà họ chỉnh ghế bên dưới chiếc ghế thì rất là dễ bị xước cái đồng hồ đó, thì việc mà chúng ta chỉnh ghế ở đây thì sẽ không phải lăn tăn gì đến việc bị xước đồng hồ nữa. Rồi, tôi đã set up cái vị trí ngồi lái chuẩn của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra cái hàng ghế thứ hai để xem là cái không gian hàng ghế thứ hai trên GLC 2020 facelift như thế nào. Về mặt không gian thì rất rộng rãi, thoải mái đối với tôi. Tôi thấy là ok và ổn. Về mặt chất liệu thì da ghế vẫn rất là êm. Chúng ta có 3 vị trí ngồi phía sau với 3 tựa đầu đầy đủ, có thể điều chỉnh được. Phía sau cũng có đèn viền nội thất trên cánh cửa, đèn em viền line đầy đủ. Ghế ngồi êm, kính vẫn là cửa sổ một chạm. Và đặc biệt là xe cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama với 2 ô cửa sổ nóc, rất rộng rãi và rất thoáng thực sự. Không gian rất thích. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá những cái chi tiết, những cái điểm mới cải tiến trên GLC 300 facelift 2020 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. Những cái điểm mới bên ngoài ngoại thất cũng như là những cải tiến bên trong nội thất. Quý vị nghĩ sao về mức giá 2 tỷ 559 triệu của phiên bản GLC 300 nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức này? Mức giá cao hơn 270 triệu so với phiên bản lắp ráp trong nước trước đây của GLC 300. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng với những cải tiến về hệ thống đèn mới này, mặt ca lăng mới, gói night package, cũng như là hệ thống thông tin giải trí mới, vô lăng màn hình mới, rất là nhiều nâng cấp cải tiến, thì cái mức giá chênh lệch này tôi nghĩ là xứng đáng cho phiên bản GLC 300 nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. Còn quý vị thấy mức giá này có phù hợp hay không, có hợp lý hay không, thì hãy để lại cho chúng tôi những cái lời comment, những cái bình luận ở phía sau chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Xe Cộng. Đây là số đầu tiên trong năm mới 2020. Vì vậy, thay mặt những người làm chương trình, xin chúc cho quý vị và tất cả những khán giả theo dõi Xe Cộng của đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc trong năm mới 2020 và tiếp tục đón xem những chương trình Xe Cộng tiếp theo của chúng tôi phát sóng trên kênh VTC1 đài truyền hình kỹ thuật số VTC vào lúc 16:45 chiều thứ bảy và phát lại vào lúc 10:15 sáng chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lại một vòng chiếc GLC 300 facelift 2020 nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức này để thấy được một cách toàn diện vẻ đẹp của nó.